Chị không có một tí nào chua đâu mà mình thèm thế mọi người. Đức Anh thử cái này cắt. Đức Anh thử con chua. Em không em ăn rồi. Chua phải không? Chua lắm, chua lắm. Đấy. Chua lắm. Ăn như này mà kêu cũng chua. Ê, kèm như này nha mọi người. Kèm cao phải là khô gà như này nha mọi người. Anh quá em. Chào mọi người. Được chưa? Mọi người ăn đi. À, khô gà. Mọi người chỉ nói được một câu mà tăng lên mấy trăm điểm. Không hương liệu, không mà màu mè, không màu gì hết nha, không mà phẩm màu gì hết nha mọi người ơi. Cái màu tự nhiên nha. Còn bao nhiêu suất nữa? Còn 10 suất nữa. 10 suất nữa phải giá 80k nha mọi người. 113k hôm nay chỉ còn 80k nha. Ngon nhỉ, cô gái ngon nhỉ. À kèm với cóc siêu ngon luôn. Khô gà best seller là đúng. Cứ về là hết. Về là hết. Cái này mà khi nào link mà like nữa là hết sạch luôn mọi người. Giá cả thì như thế cả. Trời ơi ngon lắm luôn ấy mọi người ạ. Thế hey. Hey, nhưng mà kèm phải cóc ngon. Cao luôn. Cao không chua. Cao không chua nha mọi người ơi. Gì đây? Cũng không chua. Chua đâu, có chua đâu. Lúc giờ chị ở chưa? Thì không chua. Không chua mọi người ạ. Không chua nha mọi người. Còn tem đấy. Chị ơi. Nó chua thật. Nhưng mà kèm như này ăn ngon. Mọi người mua khô gà về, mọi người xoài hay có cóc, mọi người ăn cùng. Đừng cú mèo luôn. Ngon nha. Ăn kèm ý. Khô gà này thì chắc chắn là phải vắt chanh vào thì mới ngon nha mọi người ơi. Nó ngon nhưng mà nó phải vắt chanh vào nữa thì nó kiểu nó siêu ngon luôn, nó đặc biệt ngon luôn. Bé ơi em đợi một xíu nữa chị xuống chị check tin nhắn sau nhá. Ừ. Bây giờ đang like chị không có máy nữa để check tin nhắn của em, chứ chị xuống chị check nha mọi người ơi. Khô gà ngon ngon cực luôn á. Ngon nhỉ. Ừ. Cao không chua nha, cao không chua, khô gà ngon nha mọi người ơi, không ngọt. Đợt trước thì nó hơi ngọt nhưng mà đợt này bọn em đã thay đổi công thức rồi, nó không hề ngọt nữa. Cho nên mọi người yên tâm ăn nha. Em vừa mua hai lọ khô. Con em ăn hết. Con em ăn một ngày hết. Chị Nhi bảo thế. 48k một hộp, chó sao rẻ vậy? Ui, ai mua được 48k? Không chua, cóc không chua. Thôi để em mà cũng có tiếp nha. Ăn hết rồi mọi người ạ. Không chua thật. Không chua đâu mọi người. Chị đi chua? Không chua. Còn mấy suất nữa? Còn 3 suất thôi chị ơi. 3 hộp duy nhất mọi người, 3 suất duy nhất. Với giá 80k. 80k. Ui, hết rồi. Không chua nhờ? Chua đâu em? Không chua. Không chua, ăn không được mà. Bò đâu? Bò chẳng kia. Bò đâu? Cãi đi em ơi. Bò đâu? Bò khô đâu? Bò khô ở đây. Nó spam quá. Spam này không ảnh hưởng. Thế à? Ai? Để bảo bên TikTok. Ừ. Không cần. Bây giờ là... Ui, chưa không, không, cái này là... Phải lấy thật đấy. Cái gì đấy? Cái bình. À, em ăn nhiều quá mỏi cả mồm mà. Mọi người ơi, khô bò đây. Quá khô bò đây. Ủa, chưa phải kịp ăn hết cóc mà. Cóc ăn với khô bò à? À, cóc lại ăn với khô bò à? Ừ. Cóc ăn được với bò mà. Ngon luôn đi. Mà hết con đĩa rồi. Lên đây. Ừ, khô bò siêu ngon luôn mọi người ơi. Ua. Ngon quá. Nhưng mà vẫn thèm. Khô bò ngon lắm đúng rồi mọi người ơi. Lê khô nhỉ? Bò mọi người nhìn này, nhìn cái miếng khô bò này, thịt bò này mọi người ơi. Mở ra là toàn là mùi thịt bò không. À, ui, tự nhiên là em lại đói chứ nhỉ. Ủa Đức Anh, thằng này khi nào mà đến khô bò đó là nó lại rình rình ra để ăn này. À, nhanh lắm. Ôi, miếng này to thế. Thôi. To thế. Ôi hết.
cóc rồi. À còn mướn quả. Ê, lên lên nha, lên phô bò nha. Một hộp phô bò như này hôm nay của bà giá bao nhiêu? Giá ưu đãi không? Chi ơi. Dạ. Đức Anh cầm ra mở nhạc đi Đức Anh. Chị ơi, để xuống một hộp hơn nó rơi đó. Phô bò nha mọi người ơi. Ngon quá trời đất. Thèm vậy. Ngon mà ngon thể, cái cách mà không thể cưỡng lại được. Ngon mà ngon ngon. Ui, nó ngon mà ta nói nó ngon gì đâu luôn. Ta nói nó ngon. Ta nói nó ngon. Trời, ngon. Nó ngon ha. Ngon dữ thiệt. Em xé đi ha. Xé nha. Tí muốn ăn như thế nào đây? Tí muốn ăn miếng to hả? Đây là miếng to đó. Giá bao nhiêu? Hôm nay bao nhiêu? 253 ca. Hôm nay còn cái gì vậy? 253 ca. Thôi em chỉ con. Nhìn cái giá trần đồng luôn mọi người. Nhìn cái giá trần đồng luôn ấy. 175 ca. Wow. Ôi hôm nay còn 175 ca. Mà lại dè dữ vậy. Bò này 100% bò nha. Bò nguyên chất nha. Không phải bò đông lạnh hay gì. Cho nên mọi người đừng so sánh với giá. Nhìn cái giá mà bò đông lạnh nha. Trời ơi, tự nhiên miếng chanh này nó thơm ngon đấy ta. Chị bầu à? Sao lúc ấy chị bảo là cốc chua mà chanh nó phải chua gấp mấy lần cơ ấy. Hay là chị giấu hổ ấy? Nói phải chị thích lộ không? Rồi đó mọi người đi kể đi. Này thì chanh thơm ngon thì không, nó thơm. Nhưng mà em thấy chị vừa cắn một miếng nó xong. Chị cắn xong chị còn không có cảm giác. Nhanh lên nào, nhanh lên. Rapido. Ôi trời, mọi người ơi, thịt bò mà. Thịt bò chứ không phải là thịt lợn hay thịt gà gì đâu. Mà 250g bò khô. Bây giờ mọi người đi mua bò 175.000 thôi. Nó rẻ đấy, nó rẻ chứ không đắt đâu. Mọi người mua thịt bò ngoài mọi người biết mà. Rồi chị ơi, ta chanh vô. Ăn xong, ví dụ làm cái gì xong mọi người lấy luôn giấy ướt. Từ nãy giờ bọn em dùng đấy hết. Vắt chanh vào nha, cái này là ngon nhất khi vắt chanh đấy mọi người. Cái này bóc ra một phát là mở ra xé, bắt chanh vào là ăn ngon luôn. Chẳng ai mới ra xuống sau này. Chị ơi, chị để xuống đây mình ăn đúng không ạ? Không, cho mọi người nhìn lên này, cho mọi người nhìn cho rõ. Trời ơi, mọi người ơi, ngon lắm luôn đi. Mọi người để cho em lên một mờ tim đi. Em lại đi ăn xin mọi người một mờ tim luôn. Chua không chị? Ăn với miếng chanh vắt hơn nhiều. Wow. Quéo mọi người. Ngon quá, quéo mọi người. Trời ơi, là ngon. Mọi người ơi, ngon mà mắt chị lại giật đùng đùng luôn mà. Nó ngon, nó chua, nó ngon. Ê mà ăn với cái miếng mà giòn giòn ấy. Cái miếng bò này á. Cái miếng mà riêng riêng ngoài này đấy. Ăn ngon, chỉ thích ăn mấy cái miếng riêng riêng ấy. Nó ngon hơn. Ngon. Ngon kinh khủng luôn, kinh khủng khiếp luôn. Và bò này sắp hết rồi mọi người ạ, sắp hết rồi. Bò sắp hết rồi nhá. Bò này còn ít nữa thôi mọi người ạ. Mình đang còn liên hệ bên bò. Các hàng cho chị ơi. Mọi người bảo nhanh, chị làm nửa quả chanh và đứng một chỗ với tí. Mà chị lại không thấy chua mọi người ạ. Không chua. Không chua. Nó ngon nhá. Ngon. Mày nhìn chân ra mày quỳ quân chân không. Ngon lắm mọi người ạ. Cái này không cay, không cay. Đợt trước là mọi người bảo là nó ngọt, nó cay. Nhưng bây giờ là bọn em đã thay đổi công thức rồi. Nó không hề ngọt, không hề cay nữa. Ăn rất là vừa vặn nhá. Đó, ở cái vị bò này, rồi vị tỏi, vị ớt, vị xả, nó hòa huyền vào nhau. Hòa huyền là cái gì chị? Chị đừng líu lưỡi vào đâu. Hòa quyện. Nhưng mà ta thích nói hòa huyền này. Hướng chị ơi. Nó hòa quyện vào nhau mọi người ơi. Ê, miếng thịt bò này siêu chất lượng luôn nha. Ê, nó ngon nha. Ngon hơn. Ê. Ê. Đợt này ngọt nó ngon hơn đợt trước.
chị tạo dáng thì em chụp cái ảnh này, em chụp cái ảnh em. Sao trong mặt mày nhỏ thế? Được. Được nào, lại cho mắt chị nào, không nhắm mắt là chị lại nào. Ok. Wow. Cái đợt này nó ngon hơn đợt Tết nha mọi người ơi. Đợt bờ này nó ngon hơn đợt Tết này. Ôi nhưng mà kèm thêm cả cóc, cả cóc. Ôi mình ăn một không cay à, không chua. Không chua. Rõ ràng là không chua thật mọi người ạ, không chua. Chị lần chị nhớ là uống cái bán được gần 100 triệu thì bỏ. Em nhắn tin cho bên TikTok bảo là uống được không thì thực sự uống gì? Uống hôm mà Duyên nó uống ấy, bán được gần 100 triệu tiền bò ấy à. em nhắn lên TikTok hỏi uống được không thì thực sự không sợ đánh gậy. Cái này mà uống thêm kiểu apple meo meo á, cái bò khô bò mà mùa hè rồi nha, mùa hè lắm, mùa hè rồi, uống đây cực kỳ hợp luôn, ăn siêu ngon siêu cuốn, mọi người cũng biết rồi đó. Cái này mà này đôi tình nhân nào mà đang gặp trục trặc đã bật một bộ phim lên, mua một hộp bò này về rồi còn quỳu luôn, có bầu luôn, còn quỳu luôn à, có bầu luôn. Ui ngon kinh khủng khiếp, ngon lắm mọi người ạ. Uống với cái gì thì mọi người tự biết nha, em không được nói. Bò này không có chất bảo quản nha, cho nên là trẻ con ăn được nha mọi người. Trẻ con ăn được, không cay. Đúng không? Rồi anh bỏ qua quảng cáo hộ mình nhé. Ừ, nhưng mà chị ăn với cái miếng nào mà nó kiểu nó dai dai giòn giòn hết, nó ngon lắm. Mọi người mua, nhà ai mà có cái cóc hay xoài á, mọi người thêm vào. Ui, ngon. Hay bây giờ lên một mờ team lại lên deal gì một ca cho mọi người nhỉ? Có. Ngon. Mọi người đẩy một mờ team cho bọn em, điều một ca tiếp cho mọi người. Bọn em ăn hết chỗ bò này xong rồi. Đang mùa xoài luôn. Đúng rồi, đang mùa xoài mọi người lại ăn mua thêm khô bò ngon nữa. Ngon lắm. Ê nó ngon. Ăn không dừng lại luôn mà. Khô bò ngon hơn khô gà. Bởi vì mình thích ăn thịt bò hơn. Có bò cay không? Không ạ. Không, cái không cay. Ai mà ăn cay á, về cắt cho mình một quả ớt cay vào nữa. Xong rồi cho thêm một canh hảo hảo chanh vắt vào. Xong rồi chấm vào nha. Mẹ hai hộp bò nhé. Ủa? Mẹ nào? Mẹ em. Hả? Mẹ bảo con tặng cô hai hộp luôn nha. Không, mua là mua tặng tặng. À thế ạ? Cô cứ mua hai hộp đi là con tặng cô thêm hai hộp nha. Đúng rồi, thế mẹ mua, mẹ bảo Bi mua cho. Nó chưa ngủ đâu, mẹ bảo nó lên đặt cho nó biết đặt đấy. Bảo nó là cô hai Huyền. Cô Huyền. Đúng rồi. Mua là mua mà. Cô Huyền là con rất là nhớ tên cô. Bởi vì là ký ức khó quên. Con nào tên là Huyền? Ký ức thật là khó quên. Cho đó. Con sẽ không bao giờ quên được tên cô đâu cô Huyền ơi. Đó nên là mẹ bảo không biết đặt cho nha. Đặt hai hộp. À follow mẹ cô giáo này. Đó. Ok nhá mẹ nhỏ. Hình như cái này là hình như theo thằng Nam hay sao này. Thằng Nam cũng lúc nào cũng nhớ. Nhớ em. Cô yêu con nhỏ đấy chứ. Đây mọi người ơi. Trời ơi miếng khô này siêu đỉnh luôn, siêu ngon luôn. Ngon lắm mọi người ạ, ngon thật sự luôn ấy. Mình ăn gần hết rồi. Ui, mình ăn còn 3 miếng nữa. Kêu quả. À thằng Đức Anh ăn một miếng thôi. Thằng Đức Anh có ăn có miếng nhỏ hay chị? Miếng nhỏ cũng là miếng. Nhỏ hay to gì cũng là miếng. Không phải mình ăn đâu. Gửi cho mẹ Quyên Mạc hai hộp với nha. Ủa, anh Dũng cũng biết bác Quyên em à? Ủa, anh lại mua cho cả bác Quyên á? Thôi chuẩn bị là... Trời ơi! Đây, xé. Toàn người nhà em mua là... Còn 5 suất thôi chị ơi! Còn 5 suất thôi mọi người ơi! Còn 5 suất thôi mọi người ơi! Thế để em đặt cho bác em hai hộp nha, anh gửi ấy đúng không? Con nuôi! Ủa, thế à? Ngon lắm anh ạ! Cái này gia vị nó vừa vặn, nó không ngọt quá, nó không cay quá, nó không mặn quá. Vắt thêm một chút chanh vào nước nó hoa huyền. Siêu đỉnh. Hoa huyền. Bà nói líu luôn rồi mọi người ạ. Nó líu luôn mà. Nhưng mà nó ngon thật. Đỉnh. Sắp tới thì sẽ có thêm mề liệu từ tay làm luôn. Số lượng ít. Cái khô bò mà khô bò xẻ sợi. Khô bò mà được đầu mọi người ăn ấy. Khô bò mà đợt 1 mọi người ăn ấy, nó siêu ngon luôn.
ông Hoàng với ông Tâm ăn vào ăn thử thì để bảo là có vị của thịt hổ công trường. Cho anh một hộp đúng không? Anh ăn một hộp à? Để em sau mai toàn người nhà em vào mua vậy. Ủa? Thôi. Từ nãy đến giờ thấy em toàn các anh các bác vào mua thôi à? Cô Huyền cháu chỉ tặng cô Huyền thôi nha. Không phải là cứ thấy tặng cô Huyền hai hộp xong rồi bây giờ người nhà các kiểu là cứ vào mua. Chết đấy. Lỗi. Thôi người nhà tặng một hộp thôi, còn cô Huyền riêng cô Huyền tặng hai hộp. Nha được nha. Nha mọi người thông cảm. Thôi không mua. Người nhà cũng mua. Không tặng, mình không lấy đồ tặng. Mình mua là mua, không có xin là xin. Mình xin là mình xin, còn mua là mua. Đó. May mà các anh chưa vào đấy. Mấy chị vợ của các anh cũng chưa vào luôn đấy. Vào phát toang ngay ấy. Vào phát là cất ngay cái bịch này ngay. Ui ăn no luôn mọi người. Em với chị ăn nhiều quá rồi đó. Ăn hết rồi. Okay, hết rồi chị ô. Hết rồi à? Hết rồi. Thử ăn miếng nữa nào. Thôi tí nữa. Nó kẹp miếng cóc này. Hết rồi mọi người ơi. Cho mẹ quên với nha. Tí anh inbox cho em nhá để em gửi ship nhá. Tí anh inbox trực tiếp cho em nhá. Cóc này nó chua thật. Chua em. Niềng răng ăn được không chị? Ăn được em ơi. Ăn được. Em biết anh Tâm niềng răng ăn còn hơn cả người không niềng. Không có thằng niềng răng ở dưới răng á. Nó ăn mà niềng răng ăn rụng cả niềng răng mà nó ăn rụng cái niềng răng luôn á.